bệnh nhân vào viện phải chịu đau đớn, đi mua đủ mọi thứ, cái gì cũng thiếu, và mua rồi không được thanh toán bảo hiểm y tế. Như vậy chúng ta đã tước đi quyền lợi bảo hiểm của người dân. Đó là phát biểu gan ruột của bà Phạm Khánh Phong Lan. Và không chỉ vậy, chúng ta thấy những tiếng nói thật mạnh mẽ đòi hỏi Bộ trưởng Bộ Y tế và Chính phủ phải có những quyết sách ngay về các vấn đề ngổn ngang của y tế như đang diễn ra hiện nay và kéo dài từ rất lâu rồi. Đó là vào buổi sáng 22 tháng 10, tiếp tục ngày làm việc thứ ba, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, các đại biểu đã thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế xã hội. Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước tình trạng nhân viên y tế xin nghỉ việc hàng loạt, thiếu thuốc, trang thiết bị y tế, Chính phủ nói giải quyết, nhưng giải quyết thế nào thì chưa thể nói, trong khi hệ thống y tế đang có vấn đề rất nghiêm trọng. Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan nói thẳng, mỗi người dân, bạn bè của tôi nói đi vào viện bây giờ thiếu thuốc, thiếu từ băng gạc, bệnh nhân chịu đau đớn, tự đi mua, bảo hiểm y tế không thanh toán được. Như vậy chúng ta tước đi quyền lợi bảo hiểm y tế của người dân, bà Lan dẫn chứng. Theo đại biểu này, ngành y tế có ba chân kiền là y tế cơ sở, y tế điều trị và cung ứng dược, trang thiết bị, vật tư y tế. Nếu trước chỉ y tế cơ sở yếu thì hiện nay cả ba chân kiền này đều yếu. Nói thẳng, đại bộ trưởng mới thấy là chị đang tiếp nhận gia tài như thế nào. Vấn đề này tồn tại từ nhiều năm do cơ chế của chúng ta nên phải có sự nhìn nhận, phân tích về bảo hiểm y tế, cơ chế xã hội hóa y tế. Vị đại biểu đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng nêu vấn đề, cứ kêu gào thiếu thuốc từ thủ tướng đến bộ trưởng chỉ đạo xử lý, nhưng gốc rễ vấn đề ở đâu? Về đãi ngộ nhân viên y tế đến giờ đã tăng được đồng nào chưa? Nói y tế không phục vụ công lập thì ra bệnh viện tư, nhưng tư là phục vụ người có tiền, còn bệnh viện công phục vụ đại đa số người dân, bác sĩ giỏi mà ra khỏi bệnh viện công thì người dân thiệt thòi. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Tri Thức, giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, từ lúc có ý kiến nói lên việc thiếu thuốc, trang thiết bị y tế đến nay đã hơn 8 tháng. Chính phủ, các bộ, các ngành đã họp rất nhiều, lắng nghe nhiều lần, nhưng tới nay chưa có sự thay đổi nào về chính sách. Còn nhớ vào trưa 15 tháng 7, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã công bố quyết định của Bộ Chính trị và Thủ tướng đối với bà Đào Thị Hồng Lan. Theo đó điều động bà Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh để làm quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Trong buổi này, bà quyền Bộ trưởng Bộ Y tế có một câu nói rất hay ho là ngành y tế đang rất khó khăn, bà sẽ cố gắng vượt qua, và nhưng bà tin tưởng rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Những cơn mưa khó khăn của ngành y tế, như đại biểu Nguyễn Tri Thức nói, đã kéo dài 8 tháng nay mà tình hình vẫn không cải thiện gì hết. Sau cơn mưa trời lại sáng, một cơn mưa quá dài, trời sáng vẫn chưa thấy. Các bệnh viện đang loay hoay không biết mua sắm thế nào cho đúng. Hiện giờ nhân viên y tế, thời gian làm chuyên môn giảm đi rất nhiều mà tập trung vào mua sắm, đấu thầu. Đại biểu Nguyễn Tri Thức nêu ra một số bất cập trong việc mua sắm thiết bị, nhưng nó mang tính chuyên môn cao về mặt đấu thầu nên mua sắm nên chúng tôi không dẫn ra ở đây. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Tri Thức nêu một vấn đề rất quan trọng là có ý nói bác sĩ công chuyển ra bệnh viện tư thì vẫn là phục vụ, nhưng bản chất rất khác nhau, không thể nói như thế được. Bệnh viện tư mời bác sĩ từ bệnh viện công ra thì chắc chắn là người giỏi, tinh hoa giới y khoa, lại dịch chuyển ra bệnh viện tư. Cuối cùng người nghèo vào bệnh viện công, trong khi bác sĩ giỏi, tinh hoa lại ra khu vực tư. Người giàu sẽ có cơ hội tiếp cận bác sĩ giỏi nhiều hơn. Đây đâu phải là sự công bằng trong chăm sóc y tế, tạo ra sự bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đại biểu Nguyễn Tri Thức cũng đề nghị trong giai đoạn vô cùng cấp bách này, Thường vụ Quốc hội ra nghị quyết giải quyết tức thì các vấn đề của ngành y tế trong thời gian
sửa đổi các luật khác. Thật là bề bộn, phải không? Còn nhớ bác sĩ Nguyễn Tri Thức, người vừa phát biểu những ý kiến rất tâm huyết như trên, cùng với đại biểu Nguyễn Khánh Phong Lan. Chúng ta thấy rằng bác sĩ Nguyễn Tri Thức còn có một phát biểu khiến giới tri thức đau cả đầu. Phát biểu này được báo Tuổi Trẻ trích thành tựa đề gây bài báo gây chấn động. Bệnh viện than mua dao mổ rẻ rạch 3 lần mới qua da người bệnh. Đây không phải là phát biểu mang tính ẩn dụ mà là mô tả thực tế. Trưởng khoa ngoại bức xúc gặp tôi hỏi, tại sao ông mua dao mổ giá rẻ? Trước đây chúng ta dùng dao mổ giá tốt chỉ cần rạch một đường. Hiện trúng thầu dao rẻ, chúng tôi phải rạch đến 3 lần da mới đứt. Bác sĩ Trần Sĩ Tuấn, nguyên tổng biên tập báo Sức Khỏe và Đời Sống nói, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, các bác sĩ ở bệnh viện mổ cho bệnh nhân bằng dao mổ rẻ phải rạch 3 lần mới qua da bệnh nhân. Thật không thể tin nổi, chả biết rẻ được bao nhiêu mà phải mua loại dao này, vừa mệt cho bác sĩ. Thời gian mổ kéo dài hơn, vết mổ lâu lành hơn, vừa thương bác sĩ vừa thương cho ngành y, vừa tội cho người bệnh, thật là lợi bất cập hại. Dao này mang bán cho xã hội đen thì tốt hơn một người hiền lành, chứ biết nói nặng ai bao giờ, kể cả trong đời thường và trong trên mạng xã hội như bác sĩ Trần Sĩ Tuấn, cuối cùng cũng phải thốt ra một lời cay đắng như thế. Dao mổ mà rạch 3 lần thì thịt xa nát tan để dành cho xã hội đen đi khảo nợ thì hay hơn là để cho mổ cho bệnh nhân. Nhưng vẫn chưa hết. Tình trạng y tế như hiện nay không chỉ là vấn đề thiếu thuốc, thiếu sinh phẩm y tế, tình trạng dịch chuyển tinh hoa từ khu vực công sang khu vực tư, mà còn rất nhiều vấn đề khác. Thí dụ như bác sĩ giám đốc bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, Trần Văn Khanh đã đề xuất với công an phường nghiên cứu xem có thể cung cấp chiếc khiên tại khoa cấp cứu của bệnh viện, để khi có trường hợp tấn công nhân viên y tế, nhất là người tấn công bằng dao, còn có cái để đỡ. Cơ quan công an có thể cấp mũ, có mặt nạ tại 1-2 bộ áo giáp và 1-2 bộ áo giáp để bộ phận bảo vệ mặt tiếp cận khống chế người dùng hung khí để tấn công nhân viên y tế trong khi chờ công an tới. Hiện nay tại bệnh viện Lê Văn Thịnh, ban giám đốc đã chỉ đạo đoàn thanh niên tổ chức dạy võ cho nhân viên y tế để nâng cao sức khỏe và biết cách bảo vệ bản thân khi bị tấn công. Một đề xuất hết sức xót xa và tuyệt vọng. Bởi lẽ không thể giải quyết một vấn đề có nhiều nguyên nhân tiềm ẩn như bạo lực tại bệnh viện như vậy bằng một biện pháp duy nhất và đơn lẻ. Đây là một vấn đề mang tính cục diện, chứ không phải là vấn đề mang tính cá nhân đơn lẻ để có thể giải quyết như ý kiến của bác sĩ là xin về một cái khiên hay là dạy đâm ba thế võ mèo là xong. Đó là một cục diện hết sức tệ hại như hiện nay. Bệnh viện không có thuốc, không có sinh phẩm, không có cả dao mổ, người nhà bệnh nhân phải rất vất vả mới xoay được. Tính mệnh thì như đèn treo trước gió, bệnh viện thì quá tải, người nhà thì như nhà bệnh nhân thì sẵn sàng chiến với bệnh viện khi cần. Hãy nhớ thật kỹ, trong cuộc đời chúng ta và người thân thế nào cũng có lần được bác sĩ cứu mạng bằng cách này hay cách khác, trực tiếp hay chỉ cho ta căn bệnh tiềm ẩn, di căn nào đó. Người bác sĩ chẳng phải lúc nào cũng vì tiền hay vì nhiệm vụ. Người thầy thuốc có những tâm nguyện vượt xa lý lẽ thường. Tôi đã trích dẫn rất nhiều câu chuyện về tinh thần tự nguyện và dấn thân của các bác sĩ liên quan đến các vấn đề này. Nhưng thôi, để không mà tốn thời gian của mọi người, tôi không nói vấn đề đó nữa, mà trở lại vấn đề của Bộ Y tế. Hôm ra quyết định phân công chính thức bổ nhiệm Thủ tướng bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế tập trung vào một số nhiệm vụ như khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế, xây dựng và hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy và các công việc khác để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân. Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định hôm 22 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh 4 nhiệm vụ quan trọng
trong thời gian sắp tới của Bộ Y tế. Thứ nhất, nỗ lực bảo vệ thành quả phòng chống dịch COVID-19 cũng như các dịch bệnh mới nổi khác. Thứ hai, tập trung quản lý nhà nước về hoàn thiện thể chế, tăng cường cải cách hành chính, tài chính y tế, khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn. Thứ ba, nâng cao sức khỏe người dân, y tế cơ sở dự phòng đây là tuyến đầu bảo vệ sức khỏe cho nhân dân nhưng đã bộc lộ nhiều hạn chế khi bùng phát dịch bệnh COVID-19. Thứ tư, tập trung nâng cao chất lượng nhân lực ngành y tế từ quản lý nhà nước, địa phương, cơ sở y tế trên cả nước. Vâng, thưa Bộ trưởng đã phát biểu một cách rất bao quát và mang tính chuyên môn cao. Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn nhắc đến các vấn đề mà các vị đại biểu Quốc hội đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt trong phiên thảo luận. Đó là người bệnh, người dân đã bị tước đi các quyền bình thường của mình, các quyền được hiến định, các quyền được pháp luật quy định. Thí dụ như quyền bảo hiểm y tế, người nhà bệnh nhân phải đi mua những sinh phẩm y tế, những vật tư thiết bị y tế bình thường nhất như gạt, bông, băng, vân vân. Và họ lại không được thanh toán bảo hiểm y tế do quá nhiều quy định chồng chéo nhau. Và Bộ trưởng cách đây nhiều tháng đã nói rằng qua cơn mưa trời lại sáng. Còn ông Nguyễn Tri Thức nói rằng đã 8 tháng rồi, những vấn đề ông đặt ra đã được Bộ trưởng Chính phủ lắng nghe, đến bây giờ vẫn y nguyên như cũ. Thưa Bộ trưởng, bao giờ thì hết mưa và trời lại sáng vậy? Xin chào.